xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Triệu. Đây là một câu chuyện tình yêu. Nói đúng hơn là một câu chuyện cổ tích. Thì bởi vì cổ tích nên mới có cậu ba Lục Bình tôi đây nè. Còn bây giờ thì nghe kể chuyện nè. Gió mây cùng mò quyền vào lời hát thần tiên. Gửi chào người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời. Tự theo mấy ngàn bay về nơi xa bình yên. Cậu ba nói tụi con nghe nè. Mang nó sao mà cả đứa chê già. Tình yêu xuất phát từ trái tim, không phải ghim vào mỗi tiền xe nhà. Cậu ba mà đã nói lý thì chỉ có đúng chứ chẳng có sai. Mà nếu như cậu có sai thì chính tụi con nên tự coi lại. Nói về cháu cậu thì nó có ưu điểm là một đứa trẻ ngoan. Mỗi lần đã bóng vào tình huống nguy hiểm là nó nhận thẻ vàng. Bơi lội không bằng được ánh viên, dù cậu tặng thêm đôi cánh tiên. Cậu nghĩ cậu cần một phép biến để cho hai đứa được sánh duyên. Đó là cậu cười. Xa bình yên với bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà chủ bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà rô bà biết bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà rô bà chủ bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà rô bà cờ bà rô bà biết ba rô làm cho người ta khổ, đôi khi còn đúng cái ba lỗ. Ba chung làm cho người ta buồn, người ta buồn là mày ra đường. Ba cơ làm cho người ta mơ, người ta mơ là người ta chờ. Ba biết làm cho người ta thiết, người ta thiết cho ba rô. Cùng một quyền vào lời hát thần tiên. Gửi chào người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời. Ở dưới đây quả hiểu cũng bà hóa phép cho hồn. Về nơi xa bình yên. Cậu mang đến thật nhiều phép màu, cậu mang ngọn lửa tình yêu. Ghé vào yêu từ tính cách đến tận tế bào. Yêu lúc mang đát đến khi còn dép lào. Yêu là tổn thức là cảm xúc không tồn tại bằng vài thứ sâu xa. Nói chung là nếu không quá tôi chỉ cần kêu hai chữ cậu ba. Thì dù bên đông hay là bên tây, nếu không cần cậu sẽ lượn qua ngay. Con không tặng mấy câu ngôn tình, cậu sẽ tặng cho một bài ca hay. Cậu mà ra tay như thế nào thì cũng ố kỳ lạ. Tình yêu sẽ đẹp và trường tồn như hủ tiếu mì giá. Qua thời ông Tơ Bà Nguyệt, đến lúc cậu ba tiếp cận. Mang tình yêu cho cuộc sống, từ truyền hình qua TikTok. Bà con ở khắp trong nước, cũng như quốc tế xa xôi. Bà con khắp mạng xã hội, có gì cần cứ gọi cậu ba thôi. Khẩu Phật niệm chân ngôn phép màu lại hô biên. Ô ô em lộn, à, cho em làm lại. Chúng ta đến với thí sinh tiếp theo. Nếu như chúng ta đã từng biết đến Snoop Dogg thì bây giờ hãy chào đón Snoop Dogg. Yes sir, và mình là Snoop Dogg. Mình đến từ tổ đội One Million Crew. Thần tượng của mình đó chính là Snoop Dogg. Mình cảm thấy là mình có bộ râu, mình có cái làn da này y chang ảnh, nên là mình quyết định là mình phải lấy cái tên Snoop Dogg. Hồi trước mình học ở trường sân khấu điện ảnh, sau đó mình mới gia nhập hội những người diễn hài. Mấy anh em làm chung với nhau là mọi người bắt đầu mình vừa đem cái hài này cùng với rap. Cái lúc đó cái mình tập rap, mình nhớ đó là ngày 3 tháng 8. Trên mạng nó có một cái câu nói rất là vui, đó là rap fan tháng 8. Cái mình thấy ủa, không lẽ mình cũng là rap fan tháng 8 ta? Tại vì mình bắt đầu là đúng ngày tháng 8 mà. Xong cái vừa chiếu tập đầu tiên của Rap Việt mùa 1, cái mình thấy đây là một cái cơ hội để mà mình có thể học được rất là nhiều thứ từ rap Việt. Sau khi mà mình nghe có Rap Việt mùa 2, mình quyết định là mình đi casting. Thì cái lúc mà mình dự thi á, thì mình nghĩ là mình đậu rồi đó. Tại vì mình rap là gần hết bài rồi. Cái anh Ti lúc đó là đang nhìn mình như nè, nhìn mình say đắm vậy nè.
đó mình đang sung quá cái chật nhịp luôn, cái mình rớt hai câu cuối, thế là y như rằng là ra lấy xe đi về, coi như là ý trời, mình về nhà mình tập luyện tiếp, cái mình tiếp tục mình trau dồi võ công, rèn luyện, kiếm thêm sư phụ rồi này kia, mình trở lại đó việc mùa ba thì ô mình được gửi xe rồi, gửi xe vô. Còn cho mấy dòng sau thì chờ đợi coi nha. Còn bây giờ lên sân khấu nha. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào trân trọng nhất dành gửi đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay, cũng như là những người đang xem qua truyền hình. Còn bây giờ em dành một lời chào trân trọng nhất dành cho sư huynh của em. Chào em. Nói chung là sư huynh nghĩ là sư huynh là người duy nhất có râu ở đây cho đến khi bước ra gặp em đó hả? Và râu em có vẻ rậm hơn. Em mê Snoop Dogg hả? Dạ đúng rồi. Sao style hôm nay giống cướp biển Caribe vậy? Người ta đang làm cái concept cậu ba miền Tây ở đây là cái Caribe. Ok, và mời em nhá, Snoop D. Yes. Đây là một câu chuyện tình yêu, nói đúng hơn là một câu chuyện cổ tích. Thì bởi vì cổ tích nên mới có cậu ba Lục Bình tôi đây nè. Còn bây giờ thì nghe kể chuyện nè. Gió mây cùng mò quyền vào lời hát thần tiên, gửi chào người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời, tựa theo mấy ngàn bay về nơi xa bình yên với. Mà nói tụi con nghe nè, mang nó sao mà cả đứa chê già. Tình yêu xuất phát từ trái tim, không phải ghim vào mỗi tiền xe nhà. Cậu ba mà đã nói lý thì chỉ có đúng chứ chẳng có sai. Mà nếu như cậu có sai thì chính tụi con nên tự coi lại. Nói về cháu cậu thì nó có ưu điểm là một đứa trẻ ngoan. Mỗi lần đã bóng vào tình huống nguy hiểm là nó nhận thẻ vàng. Bơi lội không bằng được ánh viên, dù cậu tặng thêm được cánh tiên, cậu nghĩ cậu cần một phép biến để cho hai đứa được sánh duyên. Đó là cậu cười. Cùng mong quyền vào lời hát thần tiên, gửi trao người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời, cùng theo mấy ngàn bay về nơi xa bình yên với. Bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà chủ. Bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà rô bà biết. Bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà rô bà chuột. Bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà rô bà cơ, bà rô bà biết. Ba rô làm cho người ta khổ, đôi khi còn đúng cái ba lỗ. Ba chung làm cho người ta buồn, người ta buồn là mày ra đường. Ba cơ làm cho người ta mơ, người ta mơ là người ta chờ. Ba biết làm cho người ta thiết, người ta thiết cho ba rô. Mang đến thật nhiều phép màu, cậu mang ngọn lửa tình yêu kéo vào, yêu từ tính cách đến tận tế bào, yêu lúc mình đắt đến khi còn dép lao. Yêu là tổn thức, là cảm xúc không tồn tại bằng vài thứ sâu xa. Nói chung là nếu không quá tôi chỉ cần kêu hai chữ cậu ba. Thì dù bên đông hay là bên tây, nếu không cần cậu sẽ lượn qua ngay. Con không tạo mấy câu ngôn tình, cậu sẽ tặng cho một bài ca hay. Cậu mà ra tay như thế nào thì cũng ố kỳ lạ. Tình yêu sẽ đẹp và trường tồn như hủ tiếu mì giá. Qua thời ông Tơ Bà Nguyệt, đến lúc cậu ba tiếp góc, mang tình yêu cho cuộc sống, từ truyền hình qua TikTok. Bà con ở khắp trong nước cũng như quốc tế xa xôi, bà con khắp mạng xã hội, có gì cần cứ gọi cậu ba thôi. Khẩu Phật niệm chân ngôn, phép màu lại hô biên. Ồ, ồ, em lộn, cho em làm lại. Hay chứ. Dạ xong rồi đó.
Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Snoop D. Yes sir. Và sự hỗ trợ của DJ Wu Kong, Evie, Vũ Thảo My và anh Tú. Chúng ta có một bình chọn của Big Daddy và xem bình chọn của khán giả nha. Yes. Mình nói một chút về bạn đi nào. Tại sao Big Daddy lại chọn bạn nè? Bạn vui mà anh. Đúng tinh thần của em rồi đúng vâng, không? Vâng, nó đúng vibe với em, của em. Cái sợi dây mà anh thấy em có thể liên kết với Big sẽ rất hợp nhau. Ngày xưa Big cũng đã rất thích Snoop Dogg. Yeah. Phong thái này, rồi cách rap, rồi cách nói chuyện, rồi cái sự pha trò. Rất mong hai anh em về có thể ngồi pha trò với nhau cả đêm và cười với nhau hai người thôi. Yeah, giống anh với Big ngày xưa. Anh Thái, anh nghĩ sao về bạn? Giống Big Daddy nói hơi vui, hơi tiếu a little bit, you know. Tiếu hả? Yeah, tiếu, hơi tiếu. I think like cái nghề đóng phim mới hay, nhưng mà không có hợp, you know. Biết cái chữ đó thôi, so you're gonna hear it a lot. Nói chung là cái gì mà không hợp là không đạt. Có phải bạn thực sự là diễn viên không? Thực ra là khi em đến với nghệ thuật thì cái việc đầu tiên em làm đó là diễn viên. Dạ, em làm diễn viên được 7 năm. Bây giờ em đến với rap Việt, em rap được 2-3 năm. Em chính là rap fan tháng 8 đây. Wow. Em chính là rap fan tháng 8 đây. Sau khi em là rap fan tháng 8 xong thì em yêu thích quá, em rap luôn. Và đến bây giờ hôm nay em có mặt ở đây. Anh em mình có rất nhiều điểm tương đồng. Ngày xưa anh cũng học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khoa diễn xuất. Năm đầu tiên anh học thì anh học rất là chăm, cho đến năm thứ hai khi anh bắt đầu anh lên nhà Ti anh ở thì Ti hay làm nhạc đến khoảng 7 giờ. Đến giờ anh đi học, chuông mà nó kêu ấy nó tắt đi. Thế là khi anh mở mắt dậy là 12 giờ trưa. Ông đổ tội với tôi. Còn đừng gì nữa. Ông không học được là vì ông không dậy được, đâu phải là tội cho tôi là tắt chuông điện thoại đấy, ảnh hưởng nhau đấy. Đó cũng là một cái điểm chung của chúng ta mặc dù anh diễn dở. À không, nếu mà như vậy thì không nên giống nhau. Ừ, không nên có điểm chung đó. Ngày xưa là em diễn cái gì? À, ngày xưa tới giờ em đóng web drama. Có đi diễn tấu hài được không? Dạ, cũng có. Quá trời. Thì nãy em mới ra em chào anh là Sư Huynh đó. Dạ, Sư Huynh chào em. Nhưng mà anh hy vọng là năm nay đến với Rap Việt thì em sẽ là người của rap. Yes. Và chúc em đi được thật xa trong chương trình nha. Dạ. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc mừng em về với team của Big Daddy. Yes sir. Em yêu Big Daddy. Và cuối cùng thì mình cũng đã được vào vòng trong. Hay da, cái lúc mà mình mà đang rap giữa chừng á thì mình cảm thấy chết rồi, sao không ai đạp hết, không ai đạp hết, tính khúc cuối cũng không ai đạp luôn. Nhưng mà cuối cùng thì anh Bích đã đi vừa dặm một cái đúng. Cái đúng. Cuộc đời mình lên hương luôn. Tại sao? Tại vì mình rất là thích anh Bích đã đi. Nhưng mà không ngờ cái người cứu mình lại là anh Bích đã đi. Nếu mà đã như vậy thì mình sẽ tặng cho các bạn một câu châm ngôn của mình nha. Rap là phải đúng chỗ. Vậy thì dòng sau mình sẽ rap hay bùng nổ.